con này mấy cây này cây nhát xử lý. Mưa cái lốc nó miền đôi miền trái con hay mà lên tận nâng tải pha đan mở thế con này mà pin ca con mà lên vui mà khôn sát đây à miền chè khai thật tật sát con này nè mà lên ta mà chỗ là bala hay ta chạp trái mì pa mà con mà ta con ta ta chạp trái mì pa hết con xử lý ta ăn ta ăn ta ơi con ba khôi ôi bala sát đây à ta con ta ta chặt trái mì pa nó con đó bật một khối các con ta chặt trái nó mới pa máu nó pa khinh cái lộc nó miên trái này nó tập tràn này dùng toàn chặt má này con ú mình kẹp lốt con nó con lộc cái lộc nữa đi cái lộc này con nè ú thùng này nó con cái lộc thùng này nè ta mà pa chặt cây con ta nó xin con mà cái chặt cây mới pa con mà chặt cây mới pa nè con này nồng cùi lên ngay lỡ bị trường pa này hay nè mình mà tam pa lừa á lừa con kinh này mình cho lên phóc con nè lừa lừa con nó nó ngay con nó ngay con cái này mấy cây này cây nhát xử lý con chặt trái đây mày con chúng mày đợi nhìn trái sắp con nó lên nó ngang bên trong lên khóc con này con quay lên bị chơi nó màu cào mà con này chặt cái này cái này nè nó chưa chặt trái ba con này xử lý nè mà sát ấy con này nè nè con này ba tới cháu đó nè ba tới cháu đó nha nó đang đó nha ba tới cháu đó nè ăn mà chơi chạm thấy phá đấy lấy láng ăn chơi đứng tới con này mà lên con mà chú chặt cây ba con mà mà đây con nè này mưa sạt đấy con nè này con nè cái nè nó lây lên nó nghe nè này chăm rơi con này em mới tiền miếng sao nó nụ sao con nụ sao đang cọp tháo nó con này con nè xử lý nè sao con nè này này con nè vô tóc con nè vô tóc con này tóc nó ta rêu tiết sân vô tóc con lớn lại ta lên nó tí đây hỏi mà chui lại ta lên nha con này lạ luôn ở lo lên lên chất chất nắng hải pa chắp trầy này pa ban mờ con này nó chào pa đó con
Mấy tí con mấy tí nữa, ba đã tao nó con. Ở miền cho mặt tắc á nè, nó lên lên nó ngay lên ấy. Xử lý này con này, mấy tí con. Ơn. Mẹ, ba tụng này có ba này. Này con này, mấy tí con. Nè, xử lý này ạ. Nè, mùi tê rồi con. Tốc ạ. Có màu tam con, nó nắng ngay. Lần nó lên nó phải dùng cái trang play lửa. Cũng chắc tắc á, phải dùng cái trang play.